Hằng. Xin cầu. Vâng, trên đây là những đóa hoa tươi thắm của các nhà hảo tâm của thường quân đã tặng câu lạc bộ thôn Cầu. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn các nhà hảo tâm của thường quân đã ủng hộ cho câu lạc bộ chiêu vũ thôn Cầu. Vâng, trên sân khấu của chúng tôi hiện nay là câu lạc bộ của dân vũ của phụ nữ thôn Cầu, cũng là câu lạc bộ chủ nhà và cũng là bài tập thứ 30 của câu lạc bộ đêm và giao lưu tối hôm nay. Vậy chúng tôi đã nhận được 42 phong bì của các khán giả đã tặng cho câu lạc bộ của phụ nữ thôn Cầu, đại diện cho ban tổ chức, đại diện cho ban tổ và hội phụ nữ thôn Cầu. Xin cảm ơn tất cả các nhà tâm đã ủng hộ. Thứ nhất, ban quản lý thôn Cầu 500.000. Thứ hai, ông bà thôn Hòn 200.000. Thứ ba, ông bà Ngát Thanh 200.000. Thứ tư, ông bà Bởi Hân 200.000. Anh Kỳ Thắm Luyến 200.000. Ông bà Miền Cồn 200.000. Ông bà Bích Toàn 200.000. Gia đình bà Sang 200.000. Ông bà Toàn Đén 200.000. Vâng, xin các quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho câu lạc bộ dân vũ của phụ
Xin cảm ơn các quý vị rất nhiều. Nụ hôn ta trao đến nhau sau đèn phai mong. Để em cô đơn nơi đây sao người hưng khởi. Trên sân khấu của chúng tôi hiện nay là câu lạc bộ dân vũ của phụ nữ Thôn Cầu đang biểu diễn, cũng là bài biểu diễn thứ 30 của em hôm nay đã thành công rất đẹp. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con cô bác đã động viên và cổ vũ kịp thời cho các câu lạc bộ đại diện cho ban tổ chức. Xin cảm ơn các quý vị, gia đình vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xem bao nhiêu trái ngang cho mưa dịu dàng. Các vũ phong cầu cũng có tổ chức buổi giao lưu đêm văn hóa văn nghệ của lớp hai. Xin chân thành cảm ơn tất cả các tập thể cá nhân, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho câu lạc bộ các vũ phong cầu vào buổi giao lưu của lớp hai rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn, chúc tập thể cá nhân và tất cả các gia đình mạnh khỏe.